Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về ấp Hữu Lợi, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 521,7 m². Trên thửa đất, căn nhà vườn thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên, em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ga đường huyện lộ 36, khoảng là 1 km. Con đường này rộng khoảng là 2,5 m. Anh chị di chuyển là đường xe máy, xe ba gác, ô tô khoảng 4 chỗ là anh chị di chuyển rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện nước, wifi, có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra đường huyện lộ 36 khoảng 1 km. Anh chị mình rẽ trái là liên thông ra chợ Thuộc Nhiêu. Khu vực đó thì mình có trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, bệnh viện. Anh chị cách khoảng 3 km nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 18 m và có chiều dài là 29. Đất và nhà của mình ở phía sau nở hậu ga là 19,7 m. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí gốc dừa này nha anh chị. Mình đo thẳng qua bên đây là 18 m. Trên thửa đất thì gia chủ đang trồng rất là nhiều cây ăn trái như là dừa, mít, bưởi và cóc nha anh chị. Dừa thì gia chủ trồng cũng được khoảng 10 năm tuổi và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch. Đất và nhà của mình thì cũng tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị cô chú mình mua để ở và lập vườn trồng cây ăn trái là thích hợp nhất nha anh chị. Ở đây thì mình có một cây cóc nè anh chị, cũng rất là to. Dừa của mình thì một số thì cũng đang cho trái nha anh chị. Dừa này là dừa sim. Còn bên dưới thì gia chủ đang trồng một số mít và bưởi da xanh. Mít này thì gia chủ trồng cũng được khoảng 4 năm tuổi và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn nha. Ở đây thì thửa đất của mình quay về hai hướng nha anh chị. Gia chủ thì cất nhà quay về hướng bắc. Còn thửa đất của mình quay về hướng tây. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển tới vị trí thửa đất của mình khoảng 21 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy móc từ bến xe miền Tây. Anh chị di chuyển về khoảng 74 km nha. Thửa đất và căn nhà vườn của mình thì nằm ngay vị trí góc hai mặt tiền đường, rất là đẹp nha anh chị. Ở bên đây thì gia chủ cũng cắm trụ bê tông của anh chị. Ranh giới thì rất rõ ràng, anh chị ở xa có mua thì rất là yên tâm luôn nha. Còn cạnh bên đây sâu là 28 nha anh chị. Cạnh bên kia thì sâu là 29. Đất và nhà của mình ở phía sau nở hậu ga là 19,7 m. Ở bên đây thì mình còn một cái khoảng đất trống. Anh chị mình có thể có con, anh chị mình cho riêng bên đây cũng được anh chị. Ở đường xá thì anh chị di chuyển ô tô 4 chỗ ha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 250 triệu.
Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi giá tốt nhất để anh chị mua. Con đường này là đường thông công cộng nha anh chị, và mình di chuyển ra đường Quyền Lộ 36 khoảng 1 km đậu lại thôi. Và bên đây thì mình có một cái con đường đi công cộng khoảng 1m2 nha anh chị. Ở dừa này là dừa sim và cũng đang trong quá trình là cho cháy luôn anh chị. Ở căn nhà vườn của mình thì em thấy rất là mát mẻ và trong lành. Anh chị về đây mình nghỉ dưỡng em thấy cũng rất thích hợp nha anh chị. Bên hông thì gia chủ có làm một cái máy tiền chế. Mình có đám tiệc thì rất là rộng rãi và thoải mái luôn nha. Và không gian phía trước thì gia chủ cũng lót gạch nền hết rồi anh chị. Ở đây thì gia chủ làm cổng gào bằng sắt. Ở đây thì điện nước wifi có đầy đủ nha anh chị. Và anh chị mình sử dụng nước là nước máy. Đây thì chủ có trồng một số dừa kiển nha anh chị. Và mai vàng bên dưới thì mình có trồng một số bông giấy. Tạo cho một không gian nhà vườn của mình rất là mát mẻ và trong lành luôn nha anh chị. Ở bên hông thì chủ cũng làm tiền chế của anh chị. Ở đây thì mình có một cây mận nữa nha anh chị. Để em di chuyển xuống bên dưới em chỉ ganh cho anh chị nắm. Con đường này thì mình liên thông khoảng 100m là đường cùng nha anh chị. Đất mình thì tới ngay chỗ vị trí này nè anh chị là 28m. Đất và nhà của mình thì phía sau nở hậu ra là 19m7 nha anh chị. Ở đây thì mình có những cây dừa cũng rất là cao. Nó che căn nhà của mình em thấy rất là mát luôn anh chị. Ở đây thì chủ có để một cái bàn để buổi chiều anh chị mình có thể ra đây mình uống trà và có bạn bè anh chị mình sương sương vài lon nha anh chị. Nó gạch nền thì gia chủ lót hết rồi anh chị. Căn nhà của mình thì em thấy rất là sạch sẽ và rất là đẹp luôn. Một ngày mới em cũng kính chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc nha. Anh chị nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Mỗi góc cột thì gia chủ đều ốp gạch hết luôn nha anh chị. Dưới nền thì chủ cũng lót gạch hết rồi anh chị. Trên trần thì gia chủ chỉ lập tôn thôi. Tường sơn và đã đi bê hết rồi nha anh chị. Cửa của mình thì cửa nhôm nha anh chị. Những đồ trang trí nội thất bên trong thì gia chủ sẽ lấy đi nha anh chị. Và mỗi bên hông thì cũng thiết kế một cánh cửa bên ngoài để anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn ha. Toàn bộ cửa thì gia chủ đều dùng cửa nhôm hết luôn nha anh chị. Và gia chủ thì cũng mua cái miếng dán tường anh chị, lót lên phía trên cao khoảng 1m6. Hiện gia chủ đang rất là cần tiền để trả nợ nên cần bán gấp căn nhà vườn của mình với giá là 1.250.000.000. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang,
bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi giá tốt nhất để anh chị mình mua. Đây là tổng quan căn nhà phường của mình. Để em di chuyển ra phía sau để anh chị mình xem và tham quan căn nhà phường của mình ha. Ở đây thì căn nhà của mình có 2 phòng ngủ nha anh chị. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên của mình. Bên trong thì lót gạch và trên tường sơn và đã đi bê hết rồi anh chị. Cửa của mình thì gia chủ dùng cửa nhôm. Còn bên đây là căn phòng thứ 2 của mình. Bên đây thì gia chủ làm không gian phòng khách nha anh chị. Phía trước thì gia chủ làm phòng thờ. Bên đây thì mình có một căn phòng thứ 3 của mình nữa anh chị. Dưới nền thì chủ cũng lót gạch hết rồi anh chị. Ở bên hông thì thiết kế một cánh cửa bên ngoài. Ở cửa này thì gia chủ dùng cửa nhôm. Còn khu vực này là không gian nhà bếp của mình. Nhà bếp thì chủ cũng lót gạch hết luôn nha anh chị. Đây thì mình có một cái bàn để buổi chiều anh chị mình có thể sum họp gia đình. Anh chị mình ngồi bên đây ha. Bên đây thì mình có một cánh cửa nha anh chị. Cửa này là cửa kéo. Bên trong thì mình có một cái không gian để anh chị mình để đồ nè. Bên đây thì mình có nhà tắm, nhà vệ sinh bên trong luôn. Rất là rộng nha anh chị. Dưới nền thì chủ cũng lót gạch và trên tường lót khoảng 1m6. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1.250.000 nha anh chị. Giá này thì anh chị cô chú mình gặp ngay chính chủ để anh chị mình trao đổi giá tốt nhất để anh chị mình mua. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa. Hôm nay em về đây thuộc ấp Hữu Lợi, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường có tổng diện tích là 521,7m2. Trên thổ đất căn nhà phường của mình thuộc cây lâu năm, chưa có thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình lên thổ cư ha. Ngang của mình là 18m và một cạnh là 29, một cạnh là 28. Đất và nhà của mình nở hậu ra là 19m7. Đất và nhà thì cũng tương đối cao gáo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị cô chú mình mua để ở và anh chị mình nghỉ dưỡng cũng được anh chị. Phía trước thì gia chủ đang trồng rất là nhiều cây ăn trái nha anh chị. Như là dùi sim nè, mít, bưởi, cóc, ổi anh chị. Và bên đây thì chủ cũng đang trồng mía. Ở đây thì điện nước wifi có đầy đủ hết. Vậy thì anh chị mình mua là anh chị mình ở thôi nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1.250.000. Nếu anh chị mình ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Còn khu vực này là sàn nước của mình nha anh chị. Gia chủ thì cũng làm một cái mái che bên hông để anh chị mình chụm củi. Còn bên tay trái thì mình có một vườn cây ăn trái. Gia chủ thì cũng đang trồng sầu riêng và mít, dừa sim xanh anh chị. Không gian này thì rất là thoáng để cho anh chị cô chú mình mua về để nghỉ dưỡng cuối tuần là thích hợp luôn nha. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà phường của mình. Gia chủ thì cũng đang rất là cần tiền nên cần bán với giá là 1.250.000 nha anh chị.
Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.